Tổng thống nước Nga Putin công nhận hai quốc gia mới vào buổi tối ngày hôm qua. Đó là hai mảnh đất của bên Ukraine Nước Nga kêu gọi xe tăng và lính tráng tới hai mảnh đất đó. Sau khi đó thì nhìn thấy nhiều xe của lính tráng chạy nhưng mà không có dấu hiệu của nước nào. Ngày hôm qua, ông Tổng thống Putin đưa ra nói về chuyện này. Đầu tiên là ông Putin trên live trực tiếp ông ta đã có cuộc họp chung với những người dưới tay của ông. Sau khi đó thì ông ta nói chuyện gần một tiếng đồng hồ đối với những đài tin tức ở bên nước Nga. Và ông ta nói cho những người trên nước Nga biết. Và ông Putin, ông đang thay đổi ở bên Ukraine. Và ông kêu ở bên Ukraine đó là một cái đất nước của bên nước nga mà hồi xưa lâu đời lắm rồi đó là của nga ông nói để tôi nói một lần nữa cho mọi người biết về ở bên ukraine ở bên ukraine không phải là cái nước lân cận của bên nga ukraine là một trong những cái lịch sử của nga tất cả truyền thống bên đó và tất cả bên Ukraine đều giống như của Nga đó là của Nga đó là những người thân của chúng ta và đó là láng giềng của chúng ta là của chúng ta và ông Putin ông nhìn thấy hai cái miếng đất ở phía trên thì ông nói đó là hai cái chỗ họ không có phải là của Ukraine hai thành phố Donetsk và Luhansk. Đó là hai cái thành phố mà ông Putin nói chỗ này là những người của bên nước Nga sống ở đây là họ trốn khỏi ở bên Ukraine khỏi bị Ukraine diệt. Không có xảy ra như vậy đây có một số người sống ở đây thì họ thấy bên nước nga tới thì họ ăn mừng nước nga và lúc đó thì những cái người chạy vòng vòng ủng hộ cho nước nga tới cũng đe dọa bên ukraine có dám làm gì cho ổng không khi ổng tới chỗ này

đổ báo chỗ đó là tại Ukraine làm ra chứ không phải tại ổng. ổng kêu mọi người phải đầu hàng. Trong lúc này, tàu bạch ốc đang nhìn thấy cái chuyện sợ hãi bên Ukraine. Đây là Hoa Kỳ đang kêu Nước Nga là xâm lược nước khác. Mới vừa tối hôm qua có 11 tiếng đồng hồ đã có họp, họp chung với tất cả UN trên thế giới. Ông Tổng thống bên Ukraine nói cho biết, và ông nói cái chuyện mà ông Putin tấn công qua như vậy, đây là làm không có đúng theo của bên Ukraine. Ông cũng kêu gọi những nước trên thế giới hãy trong lúc này cấm giận bên nước Nga ngay lập tức. Trong lúc này, nước Nga đã đưa lính tráng qua Donetsk và Luhansk. Ở chỗ này có khoảng chừng 2 million người ở bên đây nói tiếng Nga và có gần cả trăm ngàn người quốc tịch của bên Nga ở đây nữa. Và nước Nga giúp đỡ cho cái chỗ này không còn dưới tay của bên Ukraine nữa. 2014 có chuyện nổi dậy ở chỗ này với chính phủ bên Ukraine đây là ông Putin. Ông nói cái chuyện mà xảy ra hồi lúc trước ở chỗ này đó là của Mỹ tạo ra. Và 8 năm sau thì nó vẫn còn tiếp tục như vậy. Ông Putin nói tại sao làm cho chúng tôi trở thành kẻ thù? Đó là cái nước bên kia họ không có muốn nước Russia, nước Nga. Đây là cái câu trả lời cho tất cả. Ông nói như vậy. Theo của bên Ukraine, họ báo cho biết trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, hơn 100 những xe cổ cho về súng ống và hiện tại thì đang kêu gọi ở bên ukraine à, ủng hộ để giúp đỡ để không thôi ukraine càng ngày càng mất thêm nhiều đất đai nữa